Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái bài 2.16, đó là số chính phương. Yêu cầu đề bài chúng ta đó là viết chương trình nhập vào hai số nguyên MN, giả sử thứ tự đúng chúng ta là M nhói bằng N. Hãy liệt kê các số chính phương trong cái đoạn MN đó và có bao nhiêu số chính phương. Trong trường hợp không có số chính phương nào thì in ra not available. Yêu cầu đối với input là sẽ nhập vào hai số cách nhau một vài khoảng trắng đó, và thứ tự tương ứng của nó là M và N. Đối với output thì trong trường hợp có cái giá trị là cái số chính phương, ta sẽ in ra trên hai dòng. Dòng thứ nhất đó là liệt kê ra tất cả các giá trị chính phương. Dòng thứ hai là đếm xem có bao nhiêu giá trị chính phương, nó in ra cái tổng số các số chính phương được in ra. Đấy, tức là tổng các số chính phương không phải là tổng của các số chính phương nhá. Đó, tức là đếm xem có bao nhiêu số chính phương. Đấy là dễ hiểu nhất. Rồi, bây giờ thì còn trường hợp cuối cùng. Đấy, tức là khi mà không tồn tại số chính phương nào thì chúng ta sẽ in ra thông báo trên một dòng duy nhất là not available. Chúng ta sẽ xem cái ví dụ ở dưới này. Với cái bộ input đầu vào là -9, -1 thì -9 tương ứng là M và -1 tương ứng là N. Hai cái giá trị này thì nó đều nằm ngoài cái khoảng mà chúng ta set, cho nên là chúng ta sẽ cho là not available. Đối với cái giá trị trong cái đoạn từ 2 cho đến 9 thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả đầu ra đó là 4 và 9 là hai số chính phương và nó đếm đúng là hai số. Nó in ra. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thống nhất với nhau đó là thế nào là số chính phương. Các bạn có thể tra wiki. Đấy thì nói ngắn gọn đó là một cái số mà có căn bậc 2 là một cái số tự nhiên thì nó là số chính phương. Đấy, thì như vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra những cái số nào là số dương và căn bậc 2 của nó là một cái số tự nhiên thì nó chính là số chính phương. Hay nói ngược lại, đó là khi mà chúng ta muốn kiểm tra một cái số là số chính phương hay không ấy, đấy thì cách đơn giản nhất đó là cứ lấy bình phương của một cái số tự nhiên lên. Đấy, khi nào mà tìm được cái số tự nhiên mà có bình phương thì bằng chính cái giá trị chúng ta cần kiểm tra, thì chính cái giá trị cần kiểm tra ấy là cái số chính phương. Ok, nói đi nói lại thì nó tóm lại là nó là cái giá trị bình phương của một cái số tự nhiên mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này nha. Ok, chúng ta có rất là nhiều điều kiện đầu vào đấy. Điều kiện đầu tiên phải thỏa mãn đó là M nhói bằng N. Nếu như cái giá trị này không được thỏa mãn thì chúng ta output luôn là not available. Trường hợp thứ hai như mình vừa nói đó là các số tự nhiên mới có số chính phương, cho nên là cái trường hợp mà nó không phải là số tự nhiên, tức là nó là số nguyên âm, thì chúng ta cũng không cần phải xét làm gì cả, nó là not available luôn. Đó, và chúng ta chỉ kiểm tra những cái giá trị số tự nhiên trở lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến. Ok. Chúng ta sẽ có giá trị M này, giá trị N này. Đó, và một giá trị biến đếm này. Mình sẽ gắn nó bằng 0. Một cái giá trị biến Y. Rồi. Biến đếm này để phục vụ cho cái ý ở cái chỗ này này, đó. Đây, có bao nhiêu số chính phương? Đấy, thì đây chính là cái ý mà chúng ta sẽ sử dụng đến cái biến đếm đấy. Rồi. Lúc đầu nó bằng 0 vì chưa có số chính phương nào hết. Chúng ta sẽ nhập vào, đấy. Nhập là nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu thì chúng ta sẽ scan F. Đó, cái này là phần trăm D. Cái này là phần trăm D và phần trăm S. Phần trăm D. Rồi. Và M trước, N sau. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. M có nhỏ hơn hoặc bằng N. Và các giá trị cần kiểm tra có dương hay không. Đó. Thì chúng ta kiểm tra nếu cái giá trị M mà lớn hơn giá trị N, hoặc cái trường hợp thứ hai đó là M nhỏ hơn hoặc bằng N nhưng mà cái giá trị N này lại nhỏ hơn 0. Đó, đây là cái trường hợp mà chúng ta sẽ in ra đó là not available. Bởi vì nếu mà nó như thế này. Đấy, tức là cả hai cái thằng M và N, đây, được trường như thế này thì cả M và N nó là số âm rồi. Đấy, thì không phải check làm gì nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ put S not available.
Rồi, sược n. Đấy, tức là xong cái trường hợp đầu tiên, đó là những cái giá trị không thỏa mãn. Tiếp theo đến cái vòng lặp để check xem là trong cái đoạn từ m đến n đấy thì có không. Cái này là kiểm tra có thỏa điều kiện. Điều kiện đấy thì ở đây rồi. Rồi, trong trường hợp m nhỏ hơn hoặc bằng n và n nó lớn hơn hoặc bằng 0. Đó thì chúng ta sẽ thực hiện cho cái vòng for một cái giá trị y ở trên kia rồi thì gắn bắt đầu từ cái m y nhỏ thua n. Đó, sau đó y này tăng lên. Chúng ta sẽ xét cái điều kiện kiểm tra số chính phương đơn giản như thế này. Khi mà chúng ta kiểm tra một số chính phương thì thay vì lặp từ số đầu tiên đấy, từ cái giả trị 1 đi, giả sử lặp từ 1 cho đến cái giá trị y chia cho 2 giả như như thế, hoặc là đến cái giá trị đó là căn bậc 2 của cái giá trị y, tức là lặp trong cái đoạn đấy để kiểm tra xem có cái số nào nó bình phương lên mà bằng số y hay không ấy. Đấy thì chúng ta sẽ rút gọn bằng cách đó là chúng ta chỉ cần kiểm tra với mỗi một cái giá trị y trong cái đoạn từ m cho đến n thì cái giá trị y đấy có bằng cái số f kiểu sang kiểu int mà bình phương lên không. Đấy, nếu như bằng thì nó chính là số chính phương luôn. Tức là như thế này, chúng ta có một cái giá trị k f kiểu nó sang int của cái giá trị căn bậc 2 sqrt của cái chính cái thằng y đấy. Đấy, thì cái thằng này nó hay ở chỗ đó là nếu như y là một số chính phương thì sqrt của số y mà f kiểu sang int cũng chính là một cái số nguyên. À, đây là số nguyên dương, số tự nhiên đấy. Và cái giá trị k này khi bình phương lên thì đúng bằng cái số y luôn. Đấy. Còn trong trường hợp mà cái thằng căn bậc 2 cái thằng y này mà thằng y không phải là một cái số chính phương thì cái khi mà f kiểu sang int này thì được số k, thì k bình phương lên không bao giờ bằng được cái số y. Đó. Ví dụ số 4 thì căn bậc 2 của 4 f kiểu sang int thì sẽ được cái giá trị là 2. Vậy thì 2 bằng bình phương lên sẽ bằng 4. Đó. Và trong trường hợp mà y này bằng 3 thì căn bậc 2 của 3 chúng ta làm tròn theo int, tức là làm tròn xuống thì nó sẽ là cái giá trị là số 1 vì căn bậc 2 của 3 nó là 1 phẩy mấy thì đấy. Thế thì nó làm tròn xuống thì nó sẽ là số 1. Như vậy thì 1 bình thì không bao giờ bằng 3, như vậy số 3 không phải là số chính phương. Đấy, giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cách ngắn gọn như thế này. Ok, và chỗ này thì chúng ta kiểm tra nếu như cái giá trị y trùng với k nhân với k. Đấy, thì đây chính là số chính phương, y chính là số chính phương. Thì chúng ta sẽ print f phần trăm d cách ra. Giá trị này chính là giá trị y. Bây giờ cái giá trị k của chúng ta này tăng lên. Đó, sau cái vòng for này mà kiểm tra nếu như cái giá trị k mà nó vẫn giữ nguyên cái giá trị bằng không trước vòng lặp này này thì chứng tỏ là không có số chính phương trong cái đoạn cần xét. Như vậy chúng ta sẽ làm y hệt cái chỗ đầu tiên là put s ra, đó là not available. Đấy, bên trên này cũng là gạch dưới nhá. Đấy. Not available. Cái này sực n. Ok. Đấy, trong trường hợp mà nếu không phải là như thế này thì chỗ này trên thì có một cái dấu chấm phẩy. LSE. Đấy, thì trong trường hợp mà có số chính phương thì chúng ta sẽ print f chỗ này là sực n trước, bởi vì trên bên trên chúng ta liệt kê rồi thì sực n xuống cho nó xuống cái dòng bên dưới. Print ra phần trăm d sau đó lại sực n để nhìn cho nó thoáng. Đó, chỗ này là giá trị biến cao thôi. Rồi, in ra cao. Còn chỗ s được chúng ta check và sửa xem có cái lỗi gì không. Đối với Visual Studio thì cần Ctrl F5, còn trong DFC thì các bạn biết chạy rồi đấy. Ok, cấn vào cái nút chúng ta chạy. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện đó là nhập vào là trừ 9 này, trừ 1 này. À, cái này là 5 lóc mình chưa bật lên. Trừ 9 cách trừ 1 Enter not available. Tiếp chúng ta Ctrl F5 này. 2 cách 9 đây thì được hai giá trị này.
Tiếp theo, thử một cái giá trị khác. Bộ đó là trừ 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 1 đi, trừ 99. Đấy, đây là ngược này. Đáng ra là phải trừ 99 ra với trừ 1. Đấy. Thì bởi vì cái điều kiện đầu vào của chúng ta là giả sử M nhỏ bằng N. Đó, nhưng mà khi mà nhập vào như thế này thì tức là cái thằng M của chúng ta lớn hơn thằng N. Đấy. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta nhập vào một cái bộ khác để test. Thì chúng ta sẽ thực hiện là nhập vào cái giá trị ví dụ như từ 1 đến 100. Đây. Thì đây là các giá trị được 10 giá trị. Đó, thử test một lần cuối là nhập vào một cái số bất kỳ đi, từ trừ 99 cho đến 500. Đấy, thì đây là các giá trị. Ok, và được 23 số. Rồi, như vậy thì cái chương trình chúng ta ở đây là nó không bị lỗi gì cả. Đó, và đã thành công rồi. Thì cái code của cái bài này thì mình sẽ để link tải phía dưới phần miêu tả clip. Và các bạn có thể bổ sung thêm cho mình thông qua cái cách đó là chúng ta comment ở bên dưới nếu như thấy chỗ nào chưa hiểu, chỗ nào có thể update, cải tiến để cho những cái bài sau được hoàn thiện hơn. Giờ xin chào, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.